chúng ta lại được gặp nhau trong tuần học mới rồi. Cô chúc các em sẽ có một tuần học thật là vui vẻ nha. Chúng ta cùng nhau khởi động với bài hát quen thuộc nha. Cô mời các bạn đứng lên hát và vận động theo bài hát Múa đàn. Giờ các bạn đã sẵn khoái và sẵn sàng cho tiết học hôm nay thôi. Bài học của chúng ta hôm nay sẽ gồm hai nội dung: đọc nhạc mi son và nhạc cụ. Bây giờ chúng ta cùng làm quen với hai bạn son mi. Các bạn quan sát lên màn hình cho cô. Cô có một bạn mi màu vàng và bạn son màu xanh biển. Bạn mi màu vàng thì bạn ấy ở hàng kẽ số 1 của khu nhạc. Các bạn nghe cao độ của bạn mi nha. Mi. Rồi các bạn đọc lại cho cô. Cô khen các bạn đọc to rất giỏi. Bây giờ chúng ta cùng xem cao độ của bạn son như thế nào. Chúng ta nhìn nè, bạn son đang ở hàng kẽ số 2 trên khu nhạc. Chúng ta nghe nha. Son. Chúng ta nghe lại. Rất giỏi. Bây giờ các bạn quan sát nè, ngoài việc đọc tên cao độ của các bạn ấy thì chúng ta còn đọc bạn ấy bằng ký hiệu bàn tay nữa. Với bạn mi màu vàng, chúng ta sẽ khép bàn tay lại, lòng bàn tay của chúng ta hướng xuống đất và tay để ngay bụng, chúng ta đọc to. Mi. Còn bạn son, chúng ta cũng khép bàn tay lại, để ngang ngực và đẩy thẳng ra đằng trước. Lòng bàn tay thì hướng vào trong người. Chúng ta đọc. Son. Rất giỏi. Bây giờ cũng với cao độ và ký hiệu bàn tay ấy, chúng ta sẽ thực hành mẫu 2 âm và 3 âm cho cô nha. Cô làm mẫu 2 âm trước nè. Son. Mi. Miệng chúng ta sẽ đọc và tay chúng ta sẽ thực hành nha. Với hai nốt nhạc này, chúng ta sẽ có những trò chơi rất là thú vị. Và bây giờ cô mời các bạn đến với trò chơi đầu tiên. Trò chơi của cô có tên Đây con gì? Chúng ta quan sát lên màn hình cho cô. Cô đang có một con gà và một con mèo. Với trò chơi này, chúng ta có thể rủ ba mẹ hoặc anh chị mình cùng chơi cũng rất là vui. Chúng ta sẽ hỏi đây con gì và đối phương sẽ trả lời tên của con vật. Nhưng điều thú vị ở trò chơi này đó là chúng ta sẽ hỏi bằng âm nhạc. Các bạn nghe cô ví dụ nha. Đây con gì? Con gà. Đây con gì? Con mèo. Vậy là chúng ta lại có thêm một trò chơi thú vị nữa rồi. Ngoài cái việc hỏi con vật thì chúng ta có thể hỏi tất cả các vật xung quanh mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động 2, vận dụng sáng tạo gõ đệm cho bài múa đàn. Trước tiên chúng ta sẽ gõ đệm theo bộ gõ cơ thể. Chúng ta quan sát cho cô tiết tấu. Ta ti ti ta. Chúng ta nghe lại. Ta ti ti ta. Với ta chúng ta sẽ vỗ tay, ti ti chúng ta sẽ vỗ đùi phải rồi đùi trái, quay lại ta chúng ta tiếp tục vỗ tay. Cô mời các bạn đón xem nha. Với mẫu tiết tấu này chúng ta dùng để gõ đệm cho bài múa đàn, chúng ta cùng thực hành nào. 1 2 3 bắt đầu.
không nào? Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các bạn gõ đệm bằng nhạc cụ. Và nhạc cụ hôm nay cô hướng dẫn các bạn đó là gõ bằng phách. Nhưng mà khi ở nhà thì chúng ta có thể dùng thước để gõ cho sinh động nha. Chúng ta quan sát cho cô. Rồi, vậy là chúng ta sẽ gõ đệm phần này ở nhà nha. Bài học của chúng ta đến đây kết thúc rồi. Cô rất vui vì hôm nay chúng ta đã chăm chú nghe cô giảng bài và thực hành tốt bài học này. Cô mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những giờ học tiếp theo.